Lấy kiếm không? Yêu các em về chơi giờ. Lâu lâu ông Kim đi xuống đây cho ông Kim đi. Tối quá chị nhỉ? Không thấy vô thấy rồi vô à. Nam mô Như Lai Phật. Sáng hả? Ủa. Ngay cho mọi người chiêm ngưỡng chùa của mình một tí xíu. Anh Út đi chùa đã anh Út không trong chợ Mai Lệ đi chùa. Đốt tối nay đốt lửa chạy nè. Sao giờ đốt lửa ta? Lửa chạy à, nó lửa chạy rồi cắm lễ Dương Lan á. Ôi da. Ai vậy? Đó. Kéo cho trang ra. Hả? Cho trang ra. Rồi cho màu mà trắng đứng giữa, hai đen hai bên. Này tôi đang quay đó nè nha, tôi đang quay livestream nè. Chứ không cái chuột đâu đó. Tôi nhìn những gương mặt xấu xí. Những gương mặt xấu xí này đi cho cầu hước nữa đẹp. Trời ạ. Có gì đấy? Hù, xấu xí cô áo cho mà xong. Xấu xí. Xấu xí. Xấu xí đi chùa. Xấu xí. À, em đang quay trực tiếp cho chị hay. Trời sáng em đợi. Cho bố, cho bố. Chị nghe đây cho chị, nó là lâu lắm rồi. Cái chưa? Chưa? Chị chị em không có chụp, em quay không à. Quay hả? Rồi, quay thấy cảm ơn. Em quay để em lưu lại cho nó làm kỷ niệm. Chào mọi người nha, mình là Phật.